Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh quay trở lại nhà vườn của chị Mai ở Sa Đéc, Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị mặt hàng quen thuộc qua giấy Mỹ ghép nhiều màu. Rồi chào chị Mai. Dạ, xin chào anh Tính, xin chào cô chú anh chị trên kênh LTK Bonsai ạ. Lời nói đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn cô chú anh chị đã tin tưởng và ủng hộ nhà vườn em vừa qua ạ. Hôm nay nhà vườn em có về số một số loại giấy như là ngũ sắc, tím tiết, cẩm thạch, cam đổi màu và một số loại kiển khác như là cây ăn trái, ổi cẩm thạch và hoa sứ ạ. Rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ. Số điện thoại liên hệ của em là 0939895549, đó cũng là số Zalo của em ạ. Địa chỉ của em là ở Lai Dung, lộn, địa chỉ của em ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Dạ. Để không làm mất thời gian cô chú anh chị, em xin lên cây đầu tiên bên em ạ. Dạ. Cây số 1 bên em là một cây ngũ sắc ạ. Tàn rất là khủng nha quý cô chú anh chị. Tàn rất là dài và đẹp ạ. Hiện cây lên đủ các mặt bông. Chiều cao của cây là 1,5 m ạ. Tán ngang 1,1 m. Em có đo sẵn rồi ạ. Dạ. Những cây này chúng ta trưng để trước nhà rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Dạ. Hoành em đo vị trí này là 15 ạ. Đế này khá đẹp nha quý cô chú anh chị. Đế cuộn rất là đẹp. Này gốc Mỹ ha. Dạ gốc Mỹ ạ. Dạ. Khi xếp hàng em sẽ gửi nguyên chậu như vậy cho quý cô chú anh chị luôn. Dạ. Mã số 1 em xin Zalo cô chú anh chị là 1.150.000. Dạ, giá này là em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống cây trong vòng 1 tháng ạ. Dạ. Mã số 2 cũng là một cây ngũ sắc ạ. Hiện cây lên một bông rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây tầm 1 m ạ. Tán ngang 1,1 m ạ. Dạ, hoành em đau vị trí này là 17 ạ. Đế rất quá nha quý cô chú anh chị. Mã số 2 em xin Zalo cô chú anh chị là 800k ạ. Để em nghe bước tiếp ơi, nặng lắm. Dạ, mã số 3 em xin Zalo cô chú anh chị là một cây giấy cẩm thạch lá nhỏ màu tím siêu bông. Cây rất là khủng nha quý cô chú anh chị. Cây này đế rất là già và to ạ. Chiều cao của cây tầm 1,1 m ạ. Dạ. Tán rất là xum xê nha quý cô chú anh chị. Cây này là loại nó ra hoa quanh năm. Nó siêu hoa. Tán ngang là 1 m ạ. Dạ, củ rất là già. Quá to. Hoành em đo vị trí này là tới 42 rồi nha quý cô chú anh chị. Dạ. Dạ, cây như vậy á, phí ship rất là cao nha quý cô chú anh chị. Mã số 3 em xin Zalo cô chú anh chị là 1.750.000 ạ. Dạ, mã số 4 là một cây giấy trắng siêu bông ghép bọc Mỹ ạ. Một cốt. Chiều cao của cây là 75 ạ. Tán ngang là 50 ạ. Dạ. Hoành em đang vị trí này là 12 ạ. Mã số 4 em xin Zalo cô chú anh chị là 400k. Dạ, mã số 5 em xin Zalo cô chú anh chị là một cây giấy lá vàng hoa màu tím ạ. Dạ, lá vàng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Nó rất là nổi. Chiều cao của cây là 65. Tán ngang là 70. Và đem ra vị trí này là 12 ạ. Mã số 5 em xin Zalo cô chú anh chị là 500k. Dạ, mã số 6 cũng là một cây giấy lá vàng hoa tím ạ. Ghép gốc Mỹ. Chiều cao của cây là 75. Tán ngang là 80. Hoành em đang vị trí này là 15 ạ. Mã số 6 em xin Zalo cô chú anh chị cũng là 500k.
Dạ, giá này là em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống cây trồng mình vòng 1 tháng ạ. Số điện thoại liên hệ của em là 0939895549, đó cũng là số Zalo của em. Dạ, mã số 7 em cũng Zalo cô chú anh chị, cũng là một cây giấy lá vàng hoa màu tím ạ, giấy bóc Mỹ. Chiều cao của cây là 75. Tán ngang là 70. Dạ. Hoành em nào vị trí này là 15 rưỡi, em tính 15 ạ. Mã số 7 em xin Zalo cô chú anh chị cũng là 500k. Dạ, mã số 8 là một cây giấy cẩm thạch tím tiết ạ. Chiều cao của cây là 70. Tán ngang là 65. Dạ. Cái củ nó rất là quá nha quý cô anh chị. Dáng nằm rất là đẹp. Hoành em đang vị trí này là 22 ạ. Mã số 8 em xin Zalo cô chú anh chị là 550k. Dạ, mã số 9 cũng là cây giấy cẩm thạch màu tím tía kế bóc Mỹ ạ. Hiện cây lên mặt bông rất là đẹp ạ. Chiều cao của cây là 60. Tán ngang cũng là 60. Dạ, đế rất là quá nha mấy cô chú anh chị. Hoành em đang vị trí này là 20 ạ. Mã số 9 em xin Zalo cô chú anh chị cũng là 550k. Dạ, mã số 10 cũng là cây giấy cẩm thạch màu tím tiết ghép gốc Mỹ ạ. Chiều cao của cây là 65. Tán ngang là 55. Hoành em đang vị trí này là 12 ạ. Đây rất là quá nha quý cô chú anh chị. Mã số 10 em xin Zalo cô chú anh chị là 550k. Dạ, mã số 11 xin Zalo cô chú anh chị là một cây giấy màu trắng siêu bông ghép gốc Mỹ ạ. Dạ. Chiều cao của cây tầm 1m1. Tán ngang là 75 ạ. Dạ. Hoành em đang vị trí này là 17 ạ. Mã số 11 em xin Zalo cô chú anh chị là 800k. Giá này em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống cây trong vòng 1 tháng ạ. Mã số 12 cũng là một cây giấy màu trắng siêu bông ghép gốc Mỹ ạ. Dạ, mấy cây này khá là cao nha quý cô chú anh chị, chiều cao của cây là 1m1 ạ. Tán ngang là 65. Dạ, dáng cao rất là đẹp. Hoành em đang vị trí này là 19 ạ. Mã số 12 em Zalo cô chú anh chị là 750k. Dạ, mã số 13 là một cây giấy cẩm thạch lá nhỏ màu tím siêu bông ghép bóc Mỹ ạ. Chiều cao của cây là 1m. Loại này loại nó ra hao quanh năm nha quý cô chú anh chị. Chiều cao là 70. Là hơn 8.070. Hoành em đang vị trí này là 13. Mã số 13 em xin Zalo cô chú anh chị là 600k. Dạ, mã số 14 là một cây giấy cẩm thạch lá nhỏ màu tím siêu bông ghép gốc Mỹ ạ. À. Cây này một cốt, dáng cao lượng rất là đẹp ạ. À. Chiều cao của cây là 95. Tán ngang là 90. Dạ, tàn rất là xum xê ạ. À. Và đến đâu vị trí này là 12 ạ. À. Mã số 14 em xin Zalo cô chú anh chị là 600k. Dạ, mã số 15 cũng là cây giấy cẩm thạch lá nhỏ màu tím ghép gốc Mỹ ạ. À. Chiều cao của cây là 75. Tán ngang là 80 ạ. À. Hoành em đang vị trí này là 13 ạ. À. Mã số 15 em xin Zalo cô chú anh chị là 500k.
Dạ, mã số 16 cũng là cây giấy cẩm thạch lá nhỏ màu tím siêu bông ghép gốc Mỹ ạ. À. Chiều cao của cây là 80. Tán ngang là 70 ạ. À. Dạ, hiện cây lên mặt bông rất là đẹp ạ. À. Hoành em đang vị trí này là 15 ạ. À. Mã số 16 em xin Zalo cô chú anh chị là 550k. Dạ, mã số 17 là một cây giấy hồng găng ghép gốc Mỹ ạ. À. Cây này dáng bonsai rất đẹp nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 52 ạ. À. Tán ngang là 60. Dạ. Dáng rất là đẹp. Hoành em đang vị trí này là 11,5 trên tính 11 ạ. À. Mã số 17 em xin Zalo cô chú anh chị là 550k. Dạ, mã số 18 cũng là một cây giấy hồng găng ạ. À. Chiều cao của cây là 70. Tán ngang là 80 ạ. À. Dạ. Mà hồng găng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Cây này gọn gọn, chúng ta có thể để ở sân vườn hay ban công rất là đẹp. Hoành nào vị trí này là 12 ạ. À. Mã số 18 em Zalo cô chú anh chị là 450k. Dạ, mã số 19 là một cây giấy hồng ruby ạ. À. Cây này một cốt rất là đẹp ạ. À. Chiều cao của cây là 58. Tán ngang là 45 ạ. À. Mà hồng ruby cũng là một trong những màu đang hot thị trường hiện nay nha quý cô chú anh chị. Màu rất lạ và đẹp. Hoành em đang vị trí này là 12 ạ. À. Mã số 19 em xin Zalo cô chú anh chị là 400k. Dạ, mã số 20 cũng là cây giấy hồng ruby ghép gốc Mỹ ạ. À. Chiều cao của cây là 55. Tán ngang là 60 ạ. À. Dạ, những cây này gọn gọn rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Chúng ta về thay qua cái chậu rất là đẹp luôn. Hoành em đang vị trí này là 14 ạ. À. Mã số 20 em xin Zalo cô chú anh chị là 400k. Giá này là em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống tay trong vòng 1 tháng ạ. À. Mã số 21 cũng là một cây giấy hồng găng ghép gốc Mỹ ạ. À. Chiều cao của cây là 75. Tán ngang cũng là 75 ạ. À. Dạ. Hoành em đang vị trí này là 12 ạ. À. Mã số 21 em xin Zalo cô chú anh chị là 500k. Dạ, mã số 22 là một cây giấy màu tím đậm ạ, à, giấy bốc màu ạ. À. Trời mưa cây nó hơi rụng bông tí xíu nha quý cô chú anh chị, nhưng mà mặt bông nó lên rất là đẹp. Nó lên là tròn cây luôn. Chiều cao của cây là 80. Tán ngang cũng là 80 ạ. À. Hoành em đang vị trí này là 11 ạ. À. Mã số 22 em xin Zalo cô chú anh chị là 450k. Dạ, mã số 23 là một cây giấy hai màu, màu trắng siêu bông và màu tím tiết ạ. À. Ghép bốc màu. Dạ. Chiều cao của cây là 70. Dạ. Tán ngang là 60 ạ. À. Hoành em đang vị trí này là 12 ạ. Mã số 23 em xin Zalo cô chú anh chị là 350k. Dạ, mã số 24 là một cây giấy màu trắng siêu bông mini rất là dễ thương ạ. Chiều cao của cây là 45 ạ. Tán ngang cũng là 45. Dạ. Mã 24 em xin Zalo cô chú anh chị là 250k. Dạ, mã số 25 là một cây giấy đỏ lửa ghép bông Mỹ ạ. À. Chiều cao của cây là 70 ạ. À. Tán ngang là 70.
Dạ, hoành em đâu vị trí này là 14 ạ. Mã số 25 em xin giao lưu cô chú anh chị là 350k. Dạ, mã số 26 cũng là cây giấy đỏ lửa ghép mộc mỹ ạ. À, dạ, trời mưa nên mặt bông nó hơi bị rụng nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà bông màu đỏ lửa rất là đẹp ạ. Chiều cao của cây là 75 ạ. Tán ngang là 50 ạ. Hoành em đào vị trí này là 11 ạ. Mã số 26 xin giao lưu cô chú anh chị là 350k. Dạ, mã số 27 là một cây giấy màu hồng. Màu hồng này là màu hồng đột biến nha quý cô chú anh chị. Nó màu hồng rất là đẹp, em cũng không biết kêu là tên gì luôn. Nhưng mà rất là đẹp. Nó cũng là đột biến như vậy, chỉ có được một hai cây thôi nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 1m ạ. Tán ngang là 80. Dạ. Dáng một cốt rất là đẹp. Hoành em đang vị trí này là 12 ạ. Mã số 27 xin giao lưu cô chú anh chị là 600k. Dạ. Mã số 28 là một cây giấy đổi màu ạ, cẩm thạch đổi màu. Màu cam mới chuyển qua màu hồng ạ. Chiều cao của cây là 90. Tán ngang là 75 ạ. Dạ. Màu hồng. Còn em đang vị trí này là 12, gửi em tính 12 ạ. Đế cũng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Mã số 28 em xin Zalo cô chú anh chị là 650k. Dạ, mã số 29 là một cây giấy cẩm thạch hoa màu vàng ạ. Chiều cao của cây là 1m ạ. Tán ngang là 65 ạ. Cái tạng rất là xúm xê nha quý cô chú anh chị. Dạ, hoành em đang vị trí này là 13, rưỡi em tính 13 ạ. Mã số 29 em xin Zalo cô chú anh chị là 600k. Giá này là em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống tại trong vòng 1 tháng ạ. Số điện thoại liên hệ của em là 0939895549, đó cũng là số Zalo của em ạ. Dạ. Mã số 30 là một cây giấy tím tiết ạ. Chiều cao của cây là 95. Dạ. Tán ngang là 75 ạ. Dạ, tàn rất là xung xê nha quý cô chú anh chị. Hoành em đang vị trí này là 12 ạ. Mã số 30 em xin giao lưu cô chú anh chị là 600k. Dạ, mã số 31 là một cây giấy cẩm thạch ghép ba màu nha quý cô chú anh chị, màu trắng, màu hồng, màu tím ạ. Dạ, cây này rất là cao, tàn rất là xinh xê ạ. Rất là đẹp. Chiều cao của cây là 1m1 ạ. Tán ngang là 1m ạ. Hoành em đang vị trí là 18 ạ. Củ rất là dài nha quý cô chú anh chị, rất đẹp. Mã số 31 em xin Zalo cô chú anh chị là 750k. Dạ, mã số 32 cũng là một cây giấy cẩm thạch ghép ba màu ạ. À. Màu trắng, màu hồng, màu tím ạ. À. Chiều cao của cây tầm 1m1 ạ. À. Tán ngang là 1m ạ. À. Những cây này nó dáng cao rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Dạ, hoành em đâu vị trí này là 15 ạ. À. Mã số 32 em xin Zalo cô chú anh chị là 750k. Dạ, mã số 33 là một cây giấy cẩm thạch ghép màu cam đổi màu và màu tím siêu bông. Dạ. Cam đổi màu và tím siêu bông ạ. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 1m ạ. Tán ngang là 85 ạ.
Dạ, giấy một cốt rất là đẹp ạ. Và đến đâu vị trí này là 16 ạ. Mã số 33 xin giao lưu của chú anh chị là 750k. Dạ, mã số 34 là một cây giấy cẩm thạch đổi màu với cẩm thạch màu trắng, màu tím như với cô chú anh chị. Có màu đỏ nữa, là 4 màu ạ. Màu cam, màu hồng, màu trắng, màu đỏ. Chiều cao của cây là 85 ạ. Màu đỏ thì nó chưa lên mặt bông. Tán ngang là 90 ạ. Cây giấy rất là lực ạ. Quả đến đâu vị trí này là 21 ạ. Mã số 34 em xin giao lưu cô chú anh chị là 750k. Dạ, mã số 35 là một cây giấy cẩm thạch lá nhỏ màu tím siêu bông ghép ốc Mỹ ạ. Chiều cao của cây là 70 ạ. Tán ngang cũng là 70. Dạ. Hoành đến đâu vị trí này là 17 ạ. Mã số 35 em xin giao lưu cô chú anh chị là 400k. Dạ, mã số 36 cũng là cây giấy cẩm thạch lá nhỏ màu tím ghép ốc Mỹ ạ. Chiều cao của cây là 70 ạ. Tán ngang cũng là 70. Hoành đến đâu vị trí này là 13 ạ. Mã số 36 xin giao lưu cô chú anh chị là 400k. Dạ, mã số 37 cũng là một cây giấy cẩm thạch lá nhỏ màu tím ghép ốc Mỹ ạ. Chiều cao của cây là 70. Tán ngang là 60 ạ. Dạ. Hoành đến đâu vị trí này là 15 ạ. Góc cũng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị, rất là già. Mã số 37 em xin giao lưu cô chú anh chị là 400k. Dạ, mã số 38 cũng là một cây giấy cẩm thạch lá nhỏ màu tím ghép ốc Mỹ ạ. Chiều cao của cây là 70. Tán ngang là 80 ạ. Tàn rất là xum xê nha quý cô chú anh chị. Cái màu tím nó xuyên hoa ra hoa quanh năm. Hoành em đâu vị trí này là 13 ạ. Mã số 38 em cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 400k. Dạ, mã số 39 cũng là một cây giấy cẩm thạch lá nhỏ màu tím ghép ốc Mỹ ạ. Chiều cao của cây là 60. Dạ, tán ngang là 75 ạ. Và đến đâu vị trí này là 13 ạ. Mã số 39 em xin giao lưu cô chú anh chị là 400k. Dạ, mã số 40 là một cây giấy tím Pháp ạ, ghép ốc Mỹ. Hiện cây lên mặt bông rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Màu tím nó rất là đậm và đẹp. Chiều cao của cây là 70. Tán ngang là 80 ạ, tàn rất là xum xê. Và nên đâu vị trí này là 9 ạ. Đế nó rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Mã số 40 em xin giao lưu cô chú anh chị là 450k. Giá này em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống cây trong vòng 1 tháng ạ. Dạ, mã số 41 cũng là một cây giấy tím Pháp ghép ốc Mỹ ạ. Giấy một cốt rất đẹp. Chiều cao của cây là 85 ạ. Tán ngang là 80. Dạ, hoành em đâu vị trí này là 12 ạ. Mã số 41 em xin giao lưu cô chú anh chị là 450k. Dạ, mã số 42 là một cây giấy gốc Mỹ ghép màu đỏ lửa, tím tuyết và màu hồng găng nha quý cô chú anh chị. Đỏ lửa, tím tuyết và hồng găng. Giấy một cốt rất là đẹp. Chiều cao của cây là 1m1 ạ. Dạ, tán ngang là 1m ạ.
Hoành em đâu, vị trí này là 12 ạ. À. Mã số 42 em xin Zalo cô chú anh chị là 800k. Dạ, mã số 43 là một cây giấy gốc Mỹ ghép màu tím Pháp, tím tuyết và màu hồng găng ạ. À. Ba màu. Tím Pháp, tím tuyết và hồng găng. Chiều cao của cây là 1m ạ. À. Tán ngang là 80 ạ. À. Dạ, mấy cây này dáng một cốt rất đẹp nha quý cô chú anh chị. Một cây mà được 3 màu luôn. Hoành em đâu vị trí này là 12 ạ. À. Dạ, mã số 43 em xin Zalo cô chú anh chị là 800k. Dạ, mã số 44 em xin Zalo cô chú anh chị là một cây ổi cẩm thạch ạ, à, lớn ạ. À. Hiện cây lên trái rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Lá cẩm thạch màu trắng và màu xanh viền trắng. Dạ. Trái chín ăn cũng rất là ngon. Chiều cao của cây là 1m1 ạ. Tán ngang là 80 ạ. Dạ. Hoành em ra đại khái. Ở vị trí này là 7 ạ. Dạ. À, mã số 44 em xin Zalo cô chú anh chị là 950k. Khi gửi hàng cho quý cô chú anh chị em sẽ gửi nguyên chậu và nguyên cây như vậy cho quý cô chú anh chị mình ạ. À. Chậu rất là lớn bởi vì phí ship nó cũng hơi khá cao ạ. À. Mã số 45 em xin Zalo cô chú anh chị làm cây ổi cẩm thạch nhỏ ạ. À. Dạ. Chiều cao của cây là 35 ạ. À. Tán ngang là 43 ạ. À. Dạ, cây nhỏ nhưng mà nó hiện nó lên trái rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Chi chích trái rất là nhiều. Mã số 45 em xin Zalo cô chú anh chị là 150k. Dạ. Dạ, mã số 46 là một cây giấy cẩm thạch màu gì ta quên. Hắc mỹ nhân. Mà hắc mỹ nhân màu mới nha quý cô chú anh chị. Không có, mà hắc mỹ nhân cái lá lá. Dạ, chiều cao của cây là 70. Tán ngang là 65 ạ. À. Dạ, mã số 46 em xin Zalo cô chú anh chị là 150k. Dạ, mã số 47 là một cây giấy cẩm thạch màu hồng màu trắng phớt hồng ạ. À. Chiều cao của cây là 70. Tán ngang là 85 ạ. À. Dạ. Hoành em đang vị trí này là 7,5 em tính 7 ạ. À. Mã số 47 em xin Zalo cô chú anh chị là 150k. Dạ. Mã số 48 là một củ sứ Thái ghép màu vàng nha quý cô chú anh chị. Dạ, màu vàng nó có sọc đỏ rất là lạ. Dạ. Em đo hạo thôi. Chiều cao của cây là 36 ạ. À. Cái củ bên em khá lớn nha quý cô chú anh chị. Để em tổng cái củ quý cô chú anh chị coi. Tổng củ là 47 ạ. À. Mã số 48 em xin Zalo cô chú anh chị là 150k. Dạ. Mã số 49 cũng là một củ sứ chứ, củ sứ màu trắng viền hồng ạ, à, rất là đẹp. Dạ. Những cây này là nó siêu hoa nha quý cô chú anh chị. Hoa rất là nhiều. Hoa nở quanh năm. Chiều cao của cây là 40 ạ. À. Dạ, em đo cái hàng của củ cho quý cô chú anh chị coi ạ. À. Củ cũng cỡ 48 ạ. À. Mã số 49 em cũng giao lưu cô chú anh chị là 150k. Dạ, mã số 50 cũng là một củ sứ Thái ạ. À. Sứ ghép màu đỏ đô nha quý cô chú anh chị. Màu đỏ ở ngoài nó viền đen, nhìn màu rất là lạ. Nụ và hoa rất là nhiều. Chiều cao của cây là 35 ạ. À. Dạ, em ra tổng củ cho quý cô chú anh chị coi ạ. À. Tổng củ cũng là 47 ạ. À. Củ khá lớn nha quý cô chú anh chị. Dạ, mã số 50 em xin Zalo cô chú anh chị là 150k. Dạ, mã số này cũng là mã số cuối cùng bên nhà vườn của em ạ. À. Cuối clip em kính chúc cô chú anh chị có nhiều sức khỏe và luôn ủng hộ nhà vườn của em ạ. À.